Hello mọi người, mình là Tiên Lý. Địa điểm mà hôm nay tụi mình tới Bạc Liêu đó chính là cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Vĩnh Phước An Tự. Tụi mình sẽ đi vào chùa Vĩnh Phước An Tự. Thử hả? Được, dễ ăn hả? Ừ, nó nhẹ hơn mấy má. Nghe cũng khỉ. Rồi đây. Giờ tụi mình sẽ phát quà cho các bé. Tóc xanh xanh mỗi người ngoại quốc hả? Rồi, 5 con nữa con. Hẹn mọi người clip sau nha. Bye.